có một tam giác đều có chiều dại cạnh là 1. Các cung của các đường tròn đi qua hai đỉnh của tam giác như thế này. Từ đó tạo thành hình của 3 chiếc lá màu xanh. Câu hỏi đặt ra ở đây là diện tích của 3 lá màu xanh là bao nhiêu? Một bài toán đố rất thú vị. Các bạn hãy thử dừng video và làm bài toán này nhé. Chúng ta sẽ có cách thực hiện để giải bài toán này ở ngay phía sau. Điều đầu tiên, chúng ta hãy chú ý đến các cung tròn có điều gì đó đặc biệt. Hãy xem một đường tròn có chứa cung tròn này. Các cạnh này của tam giác đều chính là tiếp tuyến của đường tròn và tiếp điểm chính là các đỉnh của tam giác. Và các bạn nghĩ sao về tâm của đường tròn này? Với các đường tiếp tuyến vừa rồi, để xác định tâm của đường tròn, chúng ta hãy kẻ hai đường vuông góc với các tiếp tuyến đó. Mà hai góc của tam giác đã là 60 độ, nên góc ở ngoài này sẽ là 30 độ. Mặt khác, đường lối từ giao điểm của ba đường tròn chính là đường cao, đường trung tuyến và là đường phân giác của tam giác. Lên một nửa góc ở đây cũng là 30 độ. Khi này, tam giác tạo bởi các bán kính của đường tròn và đường cao tam giác chính là một tam giác cân. Có một góc bằng 60 độ, lên đó là một tam giác đều. Và cạnh của tam giác này sẽ bằng 2/3 nhân với căn 3/2. Và bằng 1/3. Bây giờ, ta có diện tích 1/1 cánh hoa này sẽ bằng 1/6 diện tích hình tròn, trừ đi diện tích hình tam giác đều vừa rồi. Mà diện tích hình tròn sẽ bằng pi nhân với 1/3 tất cả bình phương, và nó sẽ bằng pi/3. Diện tích hình tam giác đều sẽ bằng căn 3/4 nhân với 1/3 tất cả bình phương, bằng 1/4 nhân với căn 3. Suy ra diện tích 1/1 cánh hoa sẽ là pi/18 trừ đi 1/4 căn 3, nó xấp xỉ với giá trị khoảng 0,0302. Và cuối cùng, diện tích của 3 lá màu xanh sẽ là 6 nhân với pi/18 trừ đi 1/4 nhân với căn 3. Nó sẽ xấp xỉ 0,1812 đơn vị diện tích. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài toán này. Các bạn có đáp án như thế nào? Có giống với của AD không? Hãy cùng chia sẻ lại. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.